Em xin chào cả nhà nhá, chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Dân Ở Nhật. Hôm nay bên em về test được một con tủ khá là ok, trong đó có con Mitsubishi. Có rất nhiều bác ở trong khu vực miền Nam hỏi em là bên em có tủ lạnh Mitsubishi tủ với phân khúc 600 lít không? Thì em thưa với các bác là em còn nhá, em còn khoảng 4-5 cây nữa. Hôm nay em quay cho các bác xem một cây Hitachi Mitsubishi với kích thước nó dung tích là 600 lít, với kích thước là rộng 685, sâu 74, cao 1m833, hàng Nhật nội địa. Con này thì nó là mặt kính gương các bác nhá, mặt kính gương này, màu mận chín, phím thì hoàn toàn là cảm ứng nhá. Mitsubishi này nó nổi tiếng rồi, đầy đủ các công nghệ, nó có công nghệ cấp đông mềm này, hay là công nghệ giã đông này, tủ 6 cánh 5 ngăn riêng biệt nhá, không chung cho các ngăn với nhau các bác nhá. Con này hàng rất đẹp luôn, tủ màu mận chín, phân khúc hàng mua đấu giá dùng lướt này, chất hàng thì mua về nào là riêng nguyên bản nhá. 600 lít, con này với cái nặng của nó là khoảng 130 cân nha các bác nhé. Đây các bác, em đi vào phần nội thất bên trong nó này. Đây các bác nào mà đang săn tủ lạnh Mitsubishi thì các bác không nên bỏ qua mã này nhé. Còn đây là 600 lít này, đây là khoang làm mát đó các bác nhé. Khoang làm mát đó thì các bác để cái đồ như bia rượu, thực phẩm chín, đồ thức ăn thừa. Trên khoang làm mát là được thiết kế những khay kính chịu lực này. Hai bên hông này là có khay meca để các chai lọ nhỏ và đồ khô nhé. Trên khoang làm mát này có một ngăn ướp lạnh này, ngăn ướp lạnh này, và ngăn cuối cùng là ngăn giã đông này. Đây là ngăn giã đông này, có hệ thống bình nước làm đá viên đã rơi tự động nhé. Các bác cho nước vào đây, đá sẽ tự động nó sẽ hút xuống và nó sẽ làm xuống dưới này. Ngăn bên cạnh ngăn đá này là ngăn dự trữ đá và kem sữa chua cho con nhỏ nhà mình nhé các bác nhé. Ngăn này thì các bác để đông mềm hay là đông cứng đều được. Các bác có thể chỉnh để dự trữ đá này hay là cái đồ thực phẩm đông cứng nhé. Nếu các bác để đông mềm thì bác chỉnh nó về nó âm khoảng tầm độ từ 0 đến 2 độ thôi, để nó giữ cho cái thực phẩm thì mình sẽ tươi ăn trong vòng khoảng 1-2 ngày đầu tiên. Ngăn cấp đông chính này các bác, ngăn cấp đông chính thì nó khá là rộng rãi nhé, được thiết kế là hai khay này, khay meca trên và khay nhựa bên dưới, khay trượt nha các bác, để rất nhiều đồ luôn, khay cơ của Mitsubishi. Ngoài ra Mitsubishi là nó là các khoang ngăn nó riêng biệt nhé, các bác có thể điều chỉnh được tủ 6 cánh 5 ngăn riêng biệt thì các bác có thể điều chỉnh được 6 khoang luôn. Ngăn cuối cùng là ngăn rau củ quả. Ngăn rau củ quả này có hệ thống tạo vitamin LED giúp cho rau củ quả tươi lâu hơn. Đấy là cái những cái con tủ lạnh Mitsubishi hàng dùng lướt khá là đẹp và zin như thế. Bác nào ở Hà Nội thì có thể qua bên em nhé, qua địa chỉ là số 68C ngõ 87 Láng Hạ, Hà Nội xem hàng ạ. Mitsubishi con 600 lít để bên em đang giao ra là 40 triệu nhé, bảo hành 15 tháng, miễn phí ship và lắp đặt trong vòng 100 cây. Các bác ở xa thì có thể là nhắn tin được gọi điện cho em nhé, qua số là 0937445330. Hàng này thì bên em miễn phí ship trong vòng 100 cây nhé. Các bác nào ở các khu vực Hà Nội thì có thể alo cho em. Các bác ở xa thì bên em sẽ có các công ty vận chuyển, là họ sẽ vận chuyển đến tận nhà và lắp đặt cho mình nhé. Nên là các bác yên tâm, hàng này này thì bọn em gửi đi xa, em có trách nhiệm là sẽ bọc gói cẩn thận. Đây các bác này, có hệ thống đông mềm làm đá nhanh này, làm tươi này, là thực phẩm rau tươi lâu hơn này. Đấy. Mitsubishi là nó đạt theo chỉ số sao nhé, 3 sao này là chạy đang chạy ổn định nhất này ạ. Đây điều chỉnh tủ 6 cánh 5 ngăn riêng biệt đây nhé, bật chế độ tiết kiệm điện này, hay là điều chỉnh cho ngăn mát này, ngăn bên trên ngăn mát là ngăn ướp lạnh này, ngăn đá rơi này, ngăn cấp đông mềm này, và ngăn đông chính này, và ngăn rau cuối cùng là ngăn rau này, điều chỉnh rất dễ dàng luôn. Bác nào quan tâm thì có thể alo em nhé. Em Dân Hoàng Nhật xin chào cả nhà ạ.